Chị, anh em hỏi sáng. Có vô trong không tiệm? Phải đâu, phải đâu. Sẵn sàng nói những
Cho mấy đứa nhỏ con đi chơi rồi. Anh nói là đứa già nha, tại vì anh nói cho khán giả là nhiều người nghe. Mình đi ha. Là mình muốn là cái ngày hành dịp này. Anh Thanh bấm luôn đi cho em đi.